cái ý chính của nó thôi ạ. Có thể nói rằng là Phật giáo nhập thế là một trong những điểm nhấn quan trọng của Phật giáo hiện đại. Và xu thế Phật giáo nhập thế đã làm gia tăng vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội. Và một trong những vấn đề quan trọng nhất của nhập thế Phật giáo đó chính là vấn đề bảo vệ môi trường ạ. Có thể nói rằng Phật giáo tiếp cận hay Phật giáo tham gia vào công cuộc bảo vệ môi trường trên nhiều chiều cạnh khác nhau. Tuy nhiên, ở bài viết này thì tôi chỉ tiếp cận ở hai chiều cạnh thôi ạ. Thứ nhất là vai trò của ni giới trong giáo dục, đạo đức, lối sống về bảo vệ môi trường. Đây là vai trò của ni giới đối với Phật tử hiện nay ạ. Và đây cũng là một đặc điểm mà thể hiện tinh thần nhập thế cao độ. Chúng ta biết rằng là giáo lý Phật giáo là một giáo lý thân thiện với môi trường. Và nhiều hệ tư tưởng triết lý Phật giáo gắn bó chặt chẽ với bảo vệ môi trường và rất cần được truyền tải từ các ni sư ạ, tới Phật tử ạ. Và chúng ta thấy rằng Phật tử Việt Nam thì có một đặc điểm là nữ tín đồ cao hơn. Do vậy rằng là có thể nói rằng là cái sự tiếp cận của ni giới đối với các nữ Phật tử trong việc hoằng pháp là một việc vô cùng quan trọng. Hay nói cách khác rằng là thẩm thấu vào tư tưởng của nữ giới một cách mạnh mẽ hơn ạ. Thì ở đây chúng ta có thể thấy nó có tư tưởng gì ạ? Thứ nhất là giáo dục lối sống Phật tử về tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Lối sống này thì răn dạy con người là phải ứng xử một cách hài hòa với tự nhiên, biết tôn trọng mọi sinh mệnh. Và có thể nói đạo đức sinh thái là một trong những tư tưởng đạo đức quan trọng của Phật giáo. Hay thuyết duyên khởi nghiệp báo cũng là một lý thuyết mà nhấn mạnh về vai trò bảo vệ môi trường. Câu chuyện là trồng cam thì được cam và trồng đậu thì được đậu. Chúng ta tác động tới môi trường như thế nào thì chúng ta sẽ được nhận lại ở từ môi trường như thế. Vậy thì nếu như Phật tử chúng ta thấm nhuần được tư tưởng này, sẽ tự mình có những ý thức biểu hiện qua những hành vi cụ thể hàng ngày. Ở đây còn những thuyết nữa, chẳng hạn như là thuyết vạn vật bình đẳng ở trong tư tưởng Phật giáo, đề cập tới sự bình đẳng của muôn loài. Và như vậy chúng ta tôn trọng môi trường tự nhiên cũng là sự thể hiện cái tâm bình đẳng. Đó là một số những cái nét mà trong cái đạo đức Phật giáo chúng ta có thể truyền tải tới Phật tử. Và thông qua đó thì nó được biểu hiện cụ thể trong đời sống hàng ngày, như là không sát sinh, để tôn trọng đời sống của muôn loài. Chúng ta phát động những cái ngày lễ trồng cây để thúc đẩy, gia tăng, cải thiện môi trường sống, bảo vệ môi trường sống, hay là để tôn trọng không hủy hoại môi trường sống, thì chúng ta nói không với rác thải nhựa. Chúng ta thực hiện hành vi tiết kiệm ở chỗ là gì ạ? Đi chợ chúng ta hạn chế dùng túi ni lông đi. Đấy là một hành vi bảo vệ môi trường mà chúng ta có thể thúc đẩy truyền tải qua Phật tử để hướng tới đời sống hàng ngày. Bởi vì một ngày cái lượng mà túi ni lông chúng ta sử dụng là quá lớn ạ. Bây giờ Phật tử chỉ cần dùng một cái túi mà đi chợ nhiều lần. Đấy cũng là một sự thay thế rồi ạ. Và cái này chúng ta có thể truyền tải được đối với lại Phật tử của chúng ta. Thì từ những tư tưởng đó thì rõ ràng là ni giới có vai trò quan trọng trong định hướng lối sống đạo đức, hướng tới hành vi thân thiện bảo vệ môi trường đối với Phật tử ạ. Một chiều cạnh thứ hai mà trong tham luận này tôi muốn nói tới, đấy là vai trò của ni giới trong việc xây dựng một tấm gương điển hình về bảo vệ môi trường. Bản thân lối sống thiểu dục tri túc của ni giới chúng ta là một tấm gương rất điển hình trong bảo vệ môi trường hiện nay. Rõ ràng rằng trong một nền kinh tế tiêu dùng, khi mà sản xuất hàng hóa không phải chỉ đáp ứng cái nhu cầu tối thiểu của con người, mà là đáp ứng một nhu cầu vượt quá sự cần thiết cho đời sống hàng ngày. Và chính cái nền kinh tế tiêu dùng này với những cái lượng khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên để thúc đẩy cái nền văn hóa tiêu dùng đã tàn phá môi trường. Và tinh thần thiểu dục tri túc đã được thể hiện hàng ngày qua lối sống của ni giới chúng ta sẽ là một tấm gương tác động mạnh mẽ tới Phật tử, hướng họ tới một cái lối sống thiểu dục tri túc. Và chúng ta thấy rằng là
gọi là lối sống giản đơn hiện nay đang rất phổ biến ở các nước Đông Âu rồi ạ, các nước phương Tây rồi ạ. Và tôi cho rằng đây là nữ giới hoàn toàn có thể hiện được cái vai trò rất mạnh mẽ của mình. Một điều nữa chính là cái lối sống mà không có tham sân si ạ. Chính cái tam độc đấy nó đã thúc đẩy chúng ta tàn phá môi trường tự nhiên. Và với một cái lối sống, lối thực hành một cái hệ chuẩn mực không tham sân si là chính là một trong những yếu tố mạnh mẽ mà hiện nay ni giới truyền tải tới những Phật tử như chúng con về một cái nền đạo đức môi trường với tự nhiên. Vì thời gian không cho phép, con xin phép được kết thúc bài trình bày của mình ở đây. Con xin trân trọng cảm ơn hội thảo.